Đó là cái gì vậy? Chơi à? Con nó con gì đó? Thôi, con gì đó? Con gì? Con thỏ hay sao? Con thỏ ăn cái gì? Gì nữa? Uống. Uống, uống. Uống nước trước mà. Rồi sao nữa? Nằm ngủ hay sao? Nằm ngủ làm sao? Nằm ngủ ba coi coi. Hai tay sao? Nằm ngủ nữa, nằm ngủ hai tay. Hai tay rồi. Hai tay làm hai tay luôn. Đúng rồi. Trời sáng rồi hả? Đi rồi sao? Con đó con gì đó? Đó là cái gì? Cái là cái gì đó ba nghe coi. Cái là cái gì nói ba nghe. Cái là cái gì vậy? Cái lông, cái lông. Nó ra chơi căn nhà đi không chịu chơi. Con gì vậy? Con, cái lông con chó đâu? Lông chó màu gì? Màu đen đẹp không? Con gì đó? Con chuột đâu? Con chuột đâu? Lông con chuột đâu? Mở ra, không mở ra. Đâu, phô mai đâu? Dữ lắm hả? Có cắn không? Ô, cái hình gì vậy? Chim đâu? Chim đang làm gì vậy? Hả? Con đó con gì? Chim nó ngủ hả? Rồi con chim nó đứng nó ngủ hả? Nằm ngủ kỳ quá hả? Rồi con gì nằm ngủ nữa? Vậy hai nay có đi ngủ không? Kỳ vậy? Thôi đi ngủ đi đừng có chơi. Đi ngủ đi mà. Đi ngủ đi mà. Hai nay ngủ ở đâu vậy? Ở đâu? Ngủ ở đâu nó ba nghe coi. Hai nay đi ngủ ở đâu? Ở trong nào chỉ ba coi. Trong đó là cái gì? Trong cái gì? Trong cái gì? Rồi đi ngủ, vô mồm ngủ đây, vô mồm. Nằm xuống. Con ngủ chưa? Hả? Ồ, hôm nay nhắm mắt chưa vậy? Con thú đó, còn con thú nào nữa không? Con kiếm coi. Có rớt ở trong cái gói không? Mở cái gói lên. Đâu, đâu, ba coi coi phải không? Đúng rồi. Hai nay vô gói của con nằm đi. Gói con đâu? Nằm thì kỳ quá. Gói con đâu? Gói ôm con đâu? Nằm xuống. Rồi, nhắm mắt chưa? Nhắm mắt cho coi nha. Nhắm mắt lại. Không có hí hí, nhắm mắt lại. Đi đâu ạ? Đi đâu vậy?
cái con đó con gì? Hộ xả quá. Rồi đi vô ngủ nè, bà tắt nè. Chúc ba Hường ngủ ngon coi. Bye bye ba Hường, chúc ba Hường ngủ ngon nè, quay qua. Phanh tay lại. Để hai con thú, để hai con thú xuống rồi phanh tay lại, để hai con thú xuống. À, nó thương ba Hường không? Nó thương không biết coi. Rồi, hả quá. Bên đây đó hả? Không. Trời ơi. Cái nào? Cái nào? Cái kia. Cái kia là cái nào? Cái màu đạc, màu xanh đó. Màu xanh nào? Chỉ ba coi. Màu xanh chả ba hận đó. Cái nào? Đâu chỉ đi. Cái màu vàng. À cái đó hả? Cái kia. Cái đó mới hả? Cái kia. Cái kia. Cái kia hư rồi. Cái kia cũ rồi. Ờ cũ. Sao mua khác? Mua khác để gắn vô hả? Dạ. Rồi, ba Hường. Thôi vô mục đây ba Hường, tắt đèn nè. Giờ tắt đèn nha. Rồi, bye bye, hai đang ngủ ngon.